Xin chào các bạn yêu may vá, mình là Tissue Shop. Hiện mình đang phát trực tiếp trên kênh YouTube của mình tại Phan Thiết. Mỗi ngày mình hay phát trực tiếp vào lúc 11 giờ 35 phút. Mỗi ngày thì mình chia sẻ cho các bạn 3 mẫu. Thì đây là mẫu thứ hai trong chương trình, mẫu 696. Mẫu này được gửi đến từ bạn ngôi sao nhỏ. Đúng rồi, ngôi sao nhỏ. Trả bài cho Tissue nè, đây là cái váy tầng mà bạn ấy đã áp dụng thành công cho cái phần chia sẻ của mình. Mình cảm ơn bạn ngôi sao nhỏ đã áp dụng cái phần chia sẻ của mình để may ra sản phẩm cho mình nhé. Chúc bạn ngày càng thành công và may được nhiều sản phẩm đẹp hơn nữa ạ. Và đây là mẫu của bạn ngôi sao nhỏ muốn nhờ mình hỗ trợ trong chương trình ngày hôm nay, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là một cái áo thi cánh dơi và biến kiểu, thì trong chương trình ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Đầu tiên thì các bạn sẽ xác định cho mình cái phần dày áo. Sau đó đến cái phần hạ ngực và hạ eo. Rồi các bạn dựng những cái đường ngang này qua. Khi các bạn dựng đường ngang này rồi thì các bạn sẽ lấy cho mình cái đường tâm giữa nha. Tại vì cái áo này nó không có đối xứng cho nên là mình vẽ tâm giữa để mình mở rộng cái phần áo ra. Các bạn sẽ lấy cho mình là vai chia cho 2, hạ vai là vai chia cho 10 cộng 0,5. Chúng ta sẽ có được cái phần cổ ở đây ha. Cổ thì các bạn sẽ lấy cổ chia cho 5. Rồi. Giống như mọi khi mình mới nói với các bạn là cái áo mà tay cánh dơi á, thì chúng ta sẽ nhích lên từ cái phần đầu vai, các bạn lên cho mình 1 xăng và các bạn kéo thẳng ra. Đây, bên này cũng tương tự là 1 xăng và các bạn kéo thẳng ra, thì các bạn sẽ đo cái chiều dài đây là 25. Rồi. Cái tiếp là cái phần eo, phần ngực này các bạn sẽ lấy cho mình là ngực chia 4 cộng 1,5. Eo chia cho 4 cộng 1,5. Mông chia 4 cộng 1,5, bởi vì đây là áo form rộng các bạn nhé. Cái tiếp là các bạn dựng cái thước vuông góc vào nè. Rồi, chúng ta sẽ có được cái form áo nằm ở đây. Rồi, khi chúng ta có được cái form áo rồi thì đây là cái áo mà khi chúng ta chưa có rã làm cái gì hết, nó cơ bản bình thường. Thì các bạn dựng vuông góc cái đường này xuống đây. Phần này các bạn sẽ lấy cho mình là cử tay chia 2 cộng 2. Sau đó chúng ta nối cong từ cái đường nối cong từ cái đường nách này về trên cái phần tay. Và tương tự chúng ta sẽ làm cho bên này. Được chưa? Khi chúng ta nối cong như vậy thì chúng ta sẽ được cái phần nách áo. Và các bạn nhìn thấy là trên cái áo này ha, mình sẽ lùi vào 2 xăng. Và nó sẽ chồm qua cách cái đường là đường lai. Thì các bạn thấy đường lai là mình cắt đi cái khoảng cách là 7 xăng để mình may những cái đường xếp ly. Thì các bạn chia ra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Để các bạn chia ra. Chia ra thì mỗi cái gì là 1 xăng thì các bạn chia ra và các bạn cắt rã nhé. Cắt rã để chúng ta có được cái đường xếp ly ở đây. Mấy cái này thì các bạn đã quá quen thuộc rồi thì mình không cần phải thực hiện thao tác lại nữa. Rồi. Thì khi các bạn cắt rã và các bạn sẽ tăng cái độ ly của nó ra, các bạn sẽ tăng cho mình 2 xăng mỗi cái ly như vậy. Thì cái phần này nó dài ra và các bạn sẽ lấy dấu, các bạn may ly nổi lên thì chúng ta sẽ được cái phần này. Được chưa nè? Rồi bây giờ đến cái phần cài chồm của cái áo, thì phần này các bạn lùi vào cho mình 2 phân. Ở trên này thì các bạn lên cho mình 3 phân. Và các bạn sẽ nối đánh cong ha, nối đánh cong. Đánh cong phần này qua. Các bạn nối đến cong qua như thế này. Và tương tự bên phần bên này các bạn cũng lấy 2 phân và các bạn nối đến cong. Và cái phần bên này khi các bạn nối đến cong rồi á, thì các bạn cũng không cần phải làm cho nó dài tít qua bên này đâu. Các bạn chỉ cần cắt qua đây cho mình thêm 4 phân nữa. Thì chúng ta sẽ được một cái phần thân bên trái nó nhỏ hơn cái phần thân bên phải. Bạn lưu ý nha. Này, đây là cái phần thân nhỏ. Và chúng ta sẽ có cái phần thân lớn theo cái đường màu đen đây. Đường này, để mình lấy cái viết mình
đồ luôn để cho các bạn dễ hình dung. Rồi. À, bây giờ mới tiếp tục là các bạn nhìn thấy là cái áo này là có xếp ly ở cái phần eo và xếp ly ở phần đầu vai đúng không ạ? Thì để mà muốn xếp ly như vậy thì chúng ta phải bắt buộc là cắt rã nó ra. Các bạn chia đầu vai nè, 1 2. Các bạn nhìn thấy là 1 2 3, ba cái đúng không ạ? Và ở giữa này thì các bạn nhìn thấy là khi cài chòm á là chúng ta làm ở trong cái khoảng cách 3 phần này. À, mình chia 3 phần đều nhau và chúng ta sẽ 1 2 3, chúng ta lấy 3 phần đều nhau và các bạn sẽ là đánh cong theo cái phần sườn trên thân. Khi các bạn đánh cong như vậy thì các bạn sẽ cắt mở ra, và khi các bạn cắt mở ra đều rồi thì chúng ta sẽ là gì tăng cái khoảng cách, thì khi chúng ta may chúng ta sẽ xếp ly nó lại thì nó sẽ ra được giống như cái hình, và chúng ta sẽ làm đối xứng tương tự cho cái phần thân bên màu hồng các bạn nhé. Như vậy là phần thân trước mình đã chia sẻ cho các bạn xong rồi đó, bây giờ đến cái phần thân sau. Phần sau thì các bạn sẽ làm bằng cách là lấy vai chia cho 2, hạ vai chia cho 10 cộng 0,5. Bạn cũng lấy cổ chia cho 5 cho mình và kéo dài cái đoạn này ra. Kéo dài bằng cách là các bạn nhích lên cho mình 1 cm nhé. Vậy các bạn sẽ đo cho mình cái khoảng cách chiều dài của tay trước và tay sau bằng nhau, các bạn xác định tại một điểm. Phần ngang ngực của thân trước, thân sau thì các bạn lấy ngực chia 4 cộng cho 0,5. Eo chia cho 4 cộng cho 0,5 và mông chia 4 cộng 1,5. Rồi. Và tiếp tục là các bạn sẽ lấy cái phần cửa tay này nè. Ở đây thì các bạn sẽ đo lại khoảng cách đường sườn này, đo lại khoảng cách đường sườn và chúng ta sẽ đánh cong được cái phần cửa tay của cái phần thân sau ở đây. Và đây thân sau thì mình không biết là họ làm tròn hay là làm tim. Nếu mà tròn hay tim gì ở thân trước lùi vào 2 thì thân sau cũng sẽ lùi vào 2, thì các bạn sẽ đánh cong đoạn này. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cái mẫu 696 này. Mẫu này thì các bạn có thể là may bằng vải voan ha, vải voan hoặc là vải thô. Thì cái mẫu này các bạn có thể là may mặc với lại cái quần 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 váy, nhưng mà cái mẫu này thì nếu mà các bạn may gì bạn mặc quần váy mà dạng như xòe thì nó sẽ không tạo được cảm giác cao cho cơ thể của các bạn. Bởi vì vậy mà các bạn mặc cái áo này thì chúng ta có thể là mặc một cái gì ở phía dưới nó ôm thì nó sẽ tạo được dáng cơ thể hơn. Ok, bây giờ mình đã chia sẻ xong cho các bạn cái mẫu 696 rồi, thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.